Trong video ngày hôm nay, ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món cà tím muối cà quả nhé, hay cà tím nén ạ. Đây là thành phẩm của mình sau khi làm xong, khi mình chỉ cần muối một ngày là mình đã có được những miếng cà trắng ngon như thế này nhé. Mình mời các bạn cùng làm với mình sau đây ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình 1 cân cà tím nhé, để mình làm cà tím muối cà quả các bạn ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình 1 cốc nước và mình sẽ cho vào đây ít muối để mình ngâm cà nhé. Các bạn cho mình muối vào đây, hòa tan cái phần muối trong nước này. Cà tím các bạn là có hai loại cà, một loại cà bằng nó sẽ tím thậm hơn ấy, thì là cái là cà để chúng ta nấu canh thì sẽ ngon hơn là muối. Khi muối lên thì nó sẽ bị dai ấy, thì mình ăn sẽ không được giòn như cà này. Đấy, quả rất là non thôi. Xong mình sẽ các bạn mình chia nhé. Quả cà rất là non này. Chia hết đi, sau đó thì các bạn sẽ ngâm trong nước muối cho mình. Thì các bạn, khi cà mình đã ngâm trong nước muối này một lúc nhé, sau đó các bạn rửa sạch đi cho mình để mình đem đi để mình phơi nó ra nhé, để cho nó héo bớt, để cho cái độ cà nó dai giòn nhé. Cà khi mình đã rửa xong nhé, các bạn sẽ đem đi để mình hong nắng các bạn nhé, để hoặc là các bạn để phơi một chút để cho nó héo bớt đi là được ạ. Vì nhiều lúc không thời tiết không có ánh nắng ấy, nhưng bây giờ mùa hè ấy, thì lúc nào mà chẳng có nắng. Các bạn sẽ hong cho mình độ vài 3-4 tiếng, sau đó thì mình sẽ đem đi mình muối sau nhé. Đây là mình ấy ở cửa sổ này, còn chung nữa thì mình có thể đem lên trên chỗ nắng hơn để mình phơi. Cà mình đã phơi nhé, nó đã khô rồi các bạn nhé, khô bớt đi ráo nước và héo héo một chút rồi. Bây giờ mình sẽ đem đi để mình muối ạ. Cũng muối như cà bát muối thôi các bạn ạ. Mình có video hướng dẫn rồi, hôm nay mình chỉ là chia sẻ gợi ý thôi các bạn. Có cái tô thì mình sẽ cho vào cái tô hoặc là cái lén nhé, cái vại ạ. Xếp cái phần cà vào, sau đó thì mình sẽ cho muối nhé. Cho muối trước một phần đã, sau đó thì mình sẽ làm một lớp trên lên. Các bạn sẽ cho muối vào quả cà của mình nhé. Mình khía để cho phần muối nó rơi xuống cái phần khía của cà này. Khi đã cho muối xong rồi, các bạn sẽ đặt cho mình cái hòn nén vào nhé. Và thỉnh thoảng ấy, độ vài giờ sau các bạn có thể chuyển cà quả dưới lên trên ạ. Hoặc là nếu mà có cái lén nặng nữa thì chúng ta không cần phải làm gì cả. Cứ để nguyên như thế này các bạn ạ. Cà nó sẽ nước nhé. Một ngày sau hoặc 2 ngày khi thời tiết nóng nực là chúng ta có thể lấy ra được cái phần cà để mình ăn nhé. Một ngày sau mình sẽ quay trở lại ạ. Khi cà mình đã muối được một ngày các bạn nhé. Đấy ạ, nước nó đã ra như thế này. Nước cà ra và nó đã nén xuống nhé. Miếng cà đã nén như thế này rồi. Mình không phải trở lại đấy ạ. Đấy. Khi ăn thì các bạn sẽ lấy những miếng ở dưới lên ăn trước các bạn nhé. Thì cà nó sẽ chấm hơn lên ạ.
Và ăn cà thì các bạn lên là mình xé cà ra thì các bạn sẽ phải cho nước vào thì cà nó mới không bị thâm nhé. Vì thời tiết nó nóng lực ấy, cho nên là chúng ta chỉ cần muối trong một ngày là có thể lấy ra để ăn rồi. Ăn không hết các bạn nhớ cất vào trong tủ lạnh nhé. Vì khi cà mà không để trong tủ lạnh ấy, thì thời tiết nóng lực hè nó sẽ làm cho cà chua, khi chúng ta ăn sẽ ghê răng mà không được ngon nhé. Như vậy là cách muối cà rất là đơn giản tại nhà, các bạn có thể làm để cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngon miệng ạ.